Ngày 10 tháng 7, tại xã biên giới Rờ Cơi, huyện Sa Thầy tổ chức triển khai thí điểm mô hình tiêm phòng vaccine tập trung cho đàn trâu bò đợt 1 năm 2024. Thời gian qua, việc tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi thường được nhân viên thú y các địa phương trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi, nên còn nhiều hạn chế bất cập. Thời gian tiêm vaccine kéo dài, người chăn nuôi mất nhiều thời gian để bố trí vật nuôi chờ tiêm phòng, dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng chưa cao. Việc tổ chức tiêm phòng tập trung được triển khai đồng loạt tại 6 thôn làng trên địa bàn xã Trờ Cơi. Lực lượng tham gia là nhân viên thú y của các xã thị trấn bí thư chi bộ thôn trưởng các thôn làng. Dự kiến có 750 con trâu bò được tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh. Việc triển khai mô hình tiêm phòng vaccine tập trung nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, công cụ tham gia hỗ trợ nhân viên thú y, thực hiện công tác tiêm phòng, vừa rút ngắn thời gian tổ chức tiêm vaccine, vừa đảm bảo chất lượng tiêm phòng cho đàn gia súc. Sau mô hình này, huyện Sa Thầy tiếp tục nhân rộng ra địa bàn các xã thị trấn phân đấu 100% gia súc được tiêm phòng vaccine, có phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.